Vậy khi chúng ta nhìn nhận một sự vật hiện tượng nó xảy ra ở trong cuộc đời, chúng ta đọc một cái quyển sách tinh hoa, hay chúng ta gặp một vị thầy nào đó, chúng ta vào một lớp học nào đó, giống như chúng ta nhìn vào cái cây này thôi, quyển sách nó giống như cái cây này thôi nha, lớp học nó giống như cái cây này thôi, con người nào đó chúng ta tiếp xúc giống như cái cây này thôi. Các bạn nhìn được cái cây là nhìn được bề nổi. Việc của các bạn là phải nhìn sâu vào để thấy được bề chìm. Thấy được bề chìm, và các bạn phải liên kết thấy được cả bề nổi lẫn bề chìm, và biết được là cái bề chìm nó chi phối cái bề nổi như thế nào. Thì đây mới là cách học sâu. Còn cái cách mà chỉ thấy bề nổi, các bạn khác gì một đứa con nít đâu. Gặp một đứa con nít, các bạn bảo hạnh phúc là gì, nó sẽ trả lời kẹo, thế là xong rồi. Chúng ta hỏi nó cái xe hơi là gì, nó bảo là cái xe bốn bánh, thế thôi. Cái xe bốn bánh để chở cả nhà nó đi chơi thôi. Chứ làm sao nó hiểu thế nào là xe hơi, thế nào là động cơ. Đó, nên chúng ta mới thấy là để nhìn nhận cái bề nổi thì không quá khó, nhưng để nhìn nhận cái bề chìm thì rất khó. Muốn có cái góc nhìn chiều sâu xuống tận gốc rễ của vấn đề, thì đầu tiên chúng ta phải luyện một cái năng lực, đó là góc nhìn đa chiều. Cũng là cái cây đó, nhưng chỉ đứng ở một chiều chúng ta nhìn không ra được vấn đề. Chúng ta phải đi xung quanh cái cây đó, quan sát nó, thậm chí còn phải quan sát nó rất nhiều ngày. Rồi chúng ta phải đào đất lên, chúng ta xem chất đất ở đây như thế nào, nguồn nước ở đây ra sao, nắng gió ở đây như thế nào. Thì cái đó nó gọi là quan sát đa chiều. Nhờ quan sát đa chiều, nhờ tập nhìn sâu vào xuống tận gốc rễ của vấn đề, mà từ đó chúng ta trở thành một con người có năng lực học sâu, có năng lực sâu sắc trong từng vấn đề. Để nhìn sâu trong một vấn đề thì chúng ta có 3 bước. 3 bước này rất nhiều các anh chị ngồi đây đã biết rồi. Một số các anh chị thì chưa biết, không sao cả nha, mình đi lướt một cái thôi. Đó là đầu tiên chúng ta phải quan sát đa chiều. Nhờ quan sát đa chiều mà thông tin nó mới chất lượng. Cái dữ kiện đầu vào mà đã sai rồi thì bộ não không hoạt động được đâu. Nếu nó hoạt động được là nó hoạt động trên nền tảng dữ liệu sai. Bộ não hoạt động trên nền tảng dữ liệu thiếu, dữ liệu sai, giống như cái máy vi tính của chúng ta được hoạt động trên nền tảng cài phần mềm sai, trên nền tảng cài đầy virus vào, thì làm sao nó chạy đúng được. Sau khi chúng ta đã có được cái năng lực nhìn đa chiều để có thông tin chất lượng, thì chúng ta mới suy ngẫm, chúng ta mới phân tích. Cái năng lực phân tích suy ngẫm này nó gắn với cả năng lực quan sát hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần. Nó cứ đảo qua đảo lại, nó cứ đảo qua đảo lại, một sang hai rồi hai lại quay về một. Cứ quan sát đa chiều rồi lại suy ngẫm rồi lại quan sát đa chiều rồi lại quay trở lại suy ngẫm. Vận hành như thế hàng trăm, hàng nghìn lần thì các bạn nhìn được vào bản chất của sự vật hiện tượng, nhìn vào được chiều sâu, các bạn đúc kết được cái cốt lõi. Khi các bạn bắt đầu đúc kết được cái cốt lõi, các bạn bắt đầu hiểu sâu, các bạn bắt đầu thực sự ứng dụng được những cái thứ cốt lõi trong cuộc đời của mình, là chúc mừng các bạn trở thành một con người có chiều sâu, trở thành một con người sáng suốt hơn trước kia rất nhiều. Nên trong cái khóa đào tạo nhân sự kế thừa nha, là các bạn phải có một cái nhiệm vụ rất là lớn, đó là các bạn phải đào sâu vào từng vấn đề. Các bạn phải có một cái nhiệm vụ trở thành một con người sâu sắc hơn, không được phép sống hời hợt nữa. Nhân sự kế thừa là phải sống sâu sắc,
phải thông minh hơn, phải hiểu biết hơn, phải nhạy bén hơn, phải tỉnh thức hơn. Tâm của chúng ta phải vững vàng hơn, trí của chúng ta phải sáng suốt hơn, để rồi chúng ta mới mang những cái điều hay lẽ phải lan tỏa muôn nơi được chứ. Thì chúng ta mới cùng lan tỏa giá trị sống được chứ. Chúng ta mới trao đi được những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời này chứ. Chúng ta mới trở thành người thổi hồn nhân cách được. Nên những cái khóa đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa dài ngày ấy, các bạn, 4,5 tháng, một tuần 2 buổi nha, là mang cái ý nghĩa đấy. Mang cái ý nghĩa là chúng ta là những con người được trưởng thành theo chiều sâu, cả về tâm, cả về trí, để rồi chúng ta cống hiến ngược lại cho cộng đồng. Chúng ta cống hiến lại, ngược lại cho cộng đồng, để rồi 20 năm nữa chúng ta mới có một cái cộng đồng thực sự là sống tử tế và đầy cống hiến. Muốn sống tử tế các bạn phải có chiều sâu. Không có chiều sâu không tử tế nổi đâu. Khó đấy. Thì đây là một cái khóa đào tạo 4,5 tháng. Dự kiến những cái mục sau. Đâu là cốt lõi của cái người đi vào chiều sâu, đi vào chiều sâu của tâm thức, để rồi luyện tâm cho nó vững vàng, luyện trí cho nó sáng suốt. Nhờ có cái tâm vững và có cái trí sáng mà chúng ta đi được vào cái lĩnh vực truyền lửa một cách dễ dàng. Truyền lửa, truyền động lực, hay lan tỏa, hay huấn luyện đào tạo, hay đơn giản chỉ là một người truyền cảm hứng cho đội ngũ doanh nghiệp của mình là chuyện rất nhỏ, trong tầm tay chúng ta làm được. Chúng ta rèn quan sát, phân tích và đúc kết. Chúng ta phải rèn cái tiến trình quan sát đa chiều, phân tích theo chiều sâu, nhìn sâu vào vấn đề, để rồi chúng ta đúc kết được cái cốt lõi. Chúng ta mang được cái tinh hoa của sự vật hiện tượng, chúng ta mang được cái tinh hoa của những quyển sách hay vào trong cuộc đời của mình một cách liên tục, liên tục. Chúng ta luyện được cái kỹ năng đọc sách sâu, chứ không phải là đọc sách nhanh nhá, đọc sách sâu. Chúng ta muốn trở nên tinh hoa, chúng ta phải có chiều sâu. Các bạn cả đời các bạn chỉ cần đọc 100 quyển thôi, nhưng đó là 100 quyển tinh hoa, thì 1.000 thậm chí 10.000 quyển sách rác cũng không thể so sánh với nó được. Hãy luyện cho mình năng lực đọc sách sâu với những bộ sách tinh hoa, thế là đủ. Rồi các bạn phải tập dần soạn bài giảng từ những bài giảng thô, chưa có đẹp, trở thành những bài giảng rất đẹp, thành những cái bài giảng rất cô đọng nha. Rồi chúng ta phải tập đi chia sẻ cho người khác, tập đi lan tỏa. Một người mình cũng chia sẻ được, mình cũng dẫn dụ được, mình cũng lan tỏa được, mình cũng coaching cho họ được. Những bạn nào mà muốn làm cái nghề coaching trị liệu á, dẫn dắt đàn em về khởi nghiệp ha, hoặc là chữa lành về mặt tâm lý, thì lớp này là một cái đòn bẩy vô cùng tốt để các bạn đi vào cái nghề coaching trị liệu một cách sắc bén đấy. Rồi các bạn luyện năng lực đứng lớp, và chúng ta sẽ nhận ra cái năng lực mà chúng ta chia sẻ trước đám đông. Các bạn đứng lớp hay các bạn chia sẻ trước đám đông, các bạn sẽ phát hiện không có ba rem. Chúng ta theo ba rem là rất dở, không có ba rem đâu. Chúng ta phải lọc ra tính cách của bản thân, mặt mạnh là gì thì các bạn chia sẻ theo cách đấy. Ba rem là do các bạn định nghĩa ra nha. Cái người hướng ngoại họ nói rất nhiều, họ rất hoạt bát, mắt miệng họ đều biết cười thì họ sẽ chia sẻ phong cách khác. Các bạn là người hướng nội, có cái sự trầm lắng trong đó, có cái sự điềm tĩnh trong đó, các bạn sẽ chia sẻ khác. Các bạn không thể nào bắt cái ông Steven Jobs mà đòi chia sẻ giống như một MC trên đài truyền hình được, ông không làm được đâu. Nhưng ngược lại bắt một MC nổi tiếng nhất thế giới chia sẻ sâu sắc như ông Steven Jobs cũng không chia sẻ được đâu.
Mỗi một người có một cái thế mạnh riêng và hãy chia sẻ trên nền tảng thế mạnh của mình. Phong cách đó là phong cách của chính bạn. Mà đã là phong cách thì không copy được. Các bạn hãy luyện đi rồi tự động nó bật ra phong cách của mình. Nên những bạn nào mà đã học chánh kiến rồi hoặc đang học, những bạn nào đã học dạy con ba gốc rồi là những cái điều kiện rất tốt để các bạn bước chân vào khóa học này. Điều kiện rất tốt đấy nha. Nếu các bạn không bước vào cái khóa nhân sự kế thừa này là lãng phí đấy. Hơi bị phí đấy. Các bạn bước hụt là các bạn phải chờ 6 tháng nữa đấy nha. Rồi chúng ta luyện năng lực quản lý cảm xúc. Vui thôi đừng vui quá. Cái buồn cũng thế, nó chỉ lướt qua thôi. Cái buồn nó đến với mình, chúng ta vẫn được quyền giận, vẫn được quyền buồn. Nhưng nó chỉ đến với mình, lướt qua 30 giây 1 phút là nó biến mất. Chúng ta phải quản lý được cảm xúc của chính mình. Chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông là một điều hết sức bình thường. Và trong cái lớp học này các bạn sẽ thấy một điều tuyệt vời nhất là các bạn được tập làm lãnh đạo và tập lan tỏa sức ảnh hưởng của chính bạn. Các bạn được dợt luôn năng lực lãnh đạo để rồi các bạn lan tỏa đến cả nhóm. Đến cả nhóm bằng sức ảnh hưởng của chính mình. Được chui rèn luôn. Chứ không có cái khái niệm là chúng ta chỉ có học xong về nhà mà không có nhân bản ra thử, không có thực hành thử. Ở đây là chúng ta luyện luôn năng lực thực hành trước đám đông. Và chúng ta phải luyện năng lực này hàng tuần nha các bạn. Hàng tuần đấy. Nên đây là một trong những khóa tuyệt chiêu đấy nha các bạn nha. Tuyệt chiêu đấy. Và hôm nay á, là tôi sẽ kể cho các bạn một vài cái câu chuyện trong Cổ học tinh hoa. Đây là một trong những cái bộ sách tôi bắt đầu đọc từ lớp 8. Và nó theo tôi suốt đến những năm đại học. Và đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại, tôi vẫn thấy vui. Có những cái quyển sách các bạn đọc hàng chục lần mà mỗi một lần đọc lại, niềm vui nó lại quay trở về. Chiều sâu nó lại quay trở về. Và đôi khi những cái chiều sâu của nó lại được kích hoạt thêm những cái tầng mới. Và cái bộ sách này rất kỳ lạ, các bạn chỉ cần đọc 5 đến 10 phút là xong rồi. Các bạn không cần đọc quá nhiều đâu, không cần đọc xuyên đêm đâu. Chăm thì đọc 1 tiếng, còn lười thì đọc 5 phút, 10 phút thôi là kết thúc một câu chuyện rồi. Xong vấn đề còn lại là chúng ta suy ngẫm với nó. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới. Cập nhật nhiều nội dung. Lôi cuốn, hấp dẫn. Chuyển hóa bản thân và gia đình. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.